mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Những cái cây mai á là mua một nhưng mình sẽ tặng một. Nói chung á là hôm nay thì Như Huỳnh sẽ cho cả nhà mình ha mua một cái to tặng một cây nhỏ nha cả nhà. Và rồi thì đây. Cây đầu tiên nha, cây số 1. Siêu phẩm số 1N. 1N. Bữa nay là Như Huỳnh ký hiệu là 1N luôn rồi. Cặp 1N đây cả nhà. Là em Huỳnh một cây thọ hương, em Huỳnh sẽ tặng một cây tư long. Một cây tư long cả nhà ơi. Đây cây tư long nha. Đó, gốc tư long này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, cây đầu tiên nha, cặp số 1 ha cả nhà. Là một cây tư long, với lại một cây thọ hương. Cả nhà mình mua một cây thọ hương, em Huỳnh sẽ tặng một cây tư long. Giá cây này sẽ là 450, 450 một em thọ hương nha. Rồi Như Huỳnh sẽ bao phí ship nha cả nhà. Một cây thọ hương tặng một cây tư long. Rồi, em lên tới một cặp thứ hai. Một cặp thứ hai là cây 7 tầng. 7 tầng mây, cây 7 tầng hay là còn gọi là cây cúc tiên ong đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rồi, bo của nó là tới 3 mắt bo nha cả nhà, 3 mắt bo luôn. Và cái độ non của lá ra đây. Đó, cây này thì nó mỗi mắt bo nó cao hơn một gang tay của mình nha. Và bề hoành là cây này bề hoành khoảng 8-9 cả nhà. Và cái thế một con thú rất là đẹp. À, cả nhà thấy chưa? Rồi, cặp số 2 nha cả nhà. Cặp số 2 em Huỳnh sẽ tặng một cây mai tự sáng. Cây này 600.000. 600.000 em Huỳnh sẽ bao phí ship nha. Một cây 7 tầng và một cây mai tự xoắn. Cả nhà nhìn thấy cái độ sáng của nó chưa? À, 600.000 em Huỳnh sẽ bao ship nha cả nhà. Một cây 7 tầng tặng một cây tự xoắn cặp số 2N. Rồi, em lên tiếp một cây thọ hương nữa nha. Một cây thọ hương nữa nha cả nhà. À, bây giờ thì Huỳnh sẽ tặng là một cây giảo kim. Rồi, cây này giảo kim nha cả nhà. À, một cây thọ hương có cái thế nè, được hai mắt bo nè cả nhà. À, cặp số 3N nha. Cái thế gốc cũng rất là đẹp luôn. Một cây thọ hương 450 tặng một cây giảo kem. À, hôm nay Như Huỳnh lên chiến lược mới luôn cả nhà. Rồi cây này 450 nha, 450 một cặp như thế này đây. Cặp này là cặp 3N ha. Rồi Huỳnh lên tiếp một cây nữa nha cả nhà. Cặp 4N đây. Cặp 4N ha, một cây to và một cây nhỏ. Rồi. Em Huỳnh sẽ tặng một cây cúc bi. Cúc bi tiên sinh cả nhà, một cây thọ hương và một cây cúc bi tiên sinh. Cây thọ hương và một cây cúc bi tiên sinh nha. Cây thọ hương này 450, em Huỳnh tặng một cây cúc bi ha. Đây, gan rò bo rất là nhiều luôn nha cả nhà. Rồi, cây này là cặp cặp 4N. 4N nha cả nhà, 4N. À. Rồi, em Huỳnh lên tiếp nữa. Một cây thọ hương. Một cây nữa nha cả nhà, đợi em Huỳnh một tí. Đây. Một cây rồng bay nha. Một cây rồng bay. Rồng bay trời ơi. Đẹp dữ vậy ta. Cây rồng bay nè. Một cái thế tuyệt đẹp luôn. Được ghép với 3 mắt bo luôn cả nhà. Cây này em Huỳnh tặng một cây mai xoắn nha. Tặng một cây tự xoắn đây. À. Cây này 500.000 Huỳnh sẽ bao phí ship. Cây rồng bay.
tặng lớn luôn á cả nhà. 500.000 mình sẽ bao ví ship một cây rồng bay tặng một cây tử sáng nha. Cây này là 5N. Và rồi thì em Huỳnh lên lâu lâu đổi bầu không khí cả nhà. Em Huỳnh bán một cây gốc bự ha, và tặng kèm theo một cây bé bé xinh xinh để vàng nha. Và rồi thì ai yêu thích thì hãy bấm kênh đăng ký. Em Huỳnh sẽ ngày mai mình sẽ quay nhiều video nữa. Và nếu như mà cả nhà mình hưởng ứng cái cặp như thế này mà ok thì em Huỳnh sẽ quay nhiều video nữa ha cả nhà ha. Rồi em Huỳnh bán chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đừng có quên bấm kênh đăng ký giúp em Huỳnh nha, để gặp gỡ em những video sau nha cả nhà.